Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Chết không nhắm mắt Tác giả Tưởng Năng Tiến Người chết trừng trừng không chịu nhắm Nguyễn Duy Tôi tình cờ nhặt trên Facebook một tác phẩm khá độc đáo của Mark Ripple Ông chớp được cảnh một anh bộ đội với con búp bê nằm dưới nắp ba lô và cái sắt cầm tay đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình cũng độc đáo không kém của Facebook Nguyễn Hoàng. Thằng này có vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi. Thằng trả hiền thiệt chứ. Cái ba lô xẹp lép hà. Nó thấy mà thương. Là kẻ cầm súng. Thuộc phe thắng trận. Đương sự có thể thu góp được chiến lợi phẩm nhiều hơn thế. Bên thua cuộc. Rõ ràng. Không mất mát. Chi nhiều. Mà Bắc Nam đã được nối vòng tay lớn. Theo như cách nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi ra tác giả còn dự tưởng sẽ có những đoàn tàu thống nhất tỏa khói trắng hai bên đường. Những đám trẻ thơ đi hát đồng dao khắp ngõ và mọi người ra phố mời rau nụ cười. Họ trịnh có lẽ thật lòng tin tưởng như thế. Niềm tin của ông cũng được không ít người đồng thời chia sẻ. Sự thật, tiếc thay, khác thế sau ngày nam bắc hòa lời ca thì nụ cười gần như biến mất trên môi của mọi người dân việt dù thuộc bên thắng cuộc những bộ đội phục viên cũng không hề được hân hoan cười đón khi họ trở về tôi đã được chứng kiến cảnh hận hụt của nhiều người khi họ ngơ ngác tìm kế sinh nhai đã không ít người đòi đảng chính quyền cơ sở phải chia ruộng đất cho họ và tất nhiên đảng chính quyền không thể moi đâu ra ruộng đất để cho họ cày cực chẳng đã nhiều người đã trực tiếp đòi ruộng cha ông mà ngày trước họ đã góp vào hợp tác xã không ít người đã tự ý đi cày ruộng cha ông của mình thế là họ được quy là công thần gây rối chống lại đường lối của đảng nhà nước kết cục có người bị đuổi ra khỏi đảng có người bị bắt lên xã, lên huyện tạm giam để xử lý vì đã ngang nhiên lấn chiếm đất đai của nhà nước đã giao cho người khác. Vi Đức Hồi, đối mặt chương 2. Đoạn hồi ký thượng dẫn giúp cho độc giả hiểu tại sao vỉa hè Hà Nội lại đông đảo những người làm nghề cửu vạn. Họ sống ra sao? Mỗi tối thuê cái chiếu nằm gầm cầu. Có tiền bạc của nã thì gối đầu Dắt lên ngực Bốn bên lũng cũng người nằm Nói anh bỏ lỗi Nó đéo nhau huỳnh huyệt Rồi lại chữ nhau Quát nhau to tiếng hơn ô tô chạy ngoài đường Tô Hoài Chiều chiều Phương Nam Hà Nội 2014 Giữa thủ đô của lương tâm nhân loại Mà trải chiếu Đéo nhau huỳnh huyệt Thì ngó cũng hơi khó coi tuy thế và được thế vẫn hơn hẳn nhiều bạn đồng đội không may khác đang nạn gỗ khua rổ mặt đường làng hạnh phúc hay đau khổ nghĩ cho cùng chỉ là sự so chiếu và mọi so chiếu đều tương đối cả Nói chi đến những người lính vô danh ngay cả một nhân vật tiếng tâm cỡ như thi sĩ tế hành từng là ủy viên ban chấp hành hoặc thường vụ hội nhà văn việt nam từng 10 năm liền phụ trách đối ngoại của hội, từng có chân trong ban phụ trách nhà xuất bản văn học. Đến cuối đời cũng đành chép miệng. Trải qua hai cuộc chiến tranh mình còn được sống, được làm thơ, còn may mắn hơn khối người khác. Thế là được rồi. Vương Trí Nhàn, Cây Bút Đời Người, Phương Nam Hà Nội, năm 2002. Vâng, đúng thế, còn sống là may mắn hơn khối người rồi. Theo thống kê, chắc không khả sát của Tổng cục Chính trị thì đến năm 2012, toàn quốc chỉ có 1.146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.000 liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ. Tiến Việt cho biết thêm, từ tháng 12 năm 1994 đến hết năm 2001, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý cho 44.253 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có bà bị lọt sổ vì không đủ kiên trinh nên đã lỡ đi thêm bước nữa. Theo như thường trình của tuổi trẻ ăn lai. Chúng tôi đến khi bà Trần Thị Em đang ăn tối ngay trên giường. Bà đã ở trên giường như vậy gần 3 năm rồi, kể từ khi đôi chân không còn tự đứng lên được nữa ấy thế, nhưng khi hỏi đến chuyện xưa, đôi mắt bà sáng lên. Bà say xưa kể về những ngày hoạt động cách mạng, những ngày tù ngục đòn roi tra tấn, thương tích tới 75%, thương binh hạng 2 trên 4, vượt qua được hết, chỉ không chịu nổi mỗi lúc nghe tiên chồng, tiên con thôi. Bà chợt trầm giọng, ba lần không chịu nổi, ấy là vào năm 1962, ông Võ Mười chồng bà hy sinh khi bà mới 30 tuổi. Năm 1964, con trai út võ danh của bà bị bắn chết khi vừa 6 tuổi, đang được giao việc cảnh giới cho các chú cán bộ họp. Năm 1971, con trai lớn lên võ thái làm giao liên cho ban binh vận khu ủy khu năm hy sinh ở tuổi 16. Còn lại một mình giữa đạn bom, hai lần bị bắt, giam cầm tra cạo ở nhà Lao, Quảng Ngãi, năm 74 bà gá nghĩa với một người đàn đồng đội ông thái văn thới chiến tranh vẫn ác liệt đâu biết mai này sống chết thế nào thương nhau thông cảm hoàn cảnh của nhau thì về với nhau thôi bà kể ngày hai mươi một tháng hai năm mười bốn ủy ban thành phố 12 hai Bình Thuận tổ chức cuộc họp để xét duyệt về đề nghị nhà nước tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà. Phường đã có tờ trình về trường hợp của bà gửi phòng lao động thương binh và xã hội quận Bình Thạnh, Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà nhận được thông báo bà chưa được lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng do đã tai gia. Phải chi cái hồi giao công tác cách mạng cho hai đứa nhỏ 6 tuổi và 16 mà nhà nước cũng xét kỹ càng như vậy thì đỡ cho mẹ Trần Thị Em biết mấy. Dù sao, vẫn còn có điều an ủi là nhờ đang sống ở thành phố mang tên Bác, nên tờ trình về trường hợp của bà cũng đã được gửi tới Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và đã được cứu xét rồi từ chối. Có mẹ không nhận được danh hiệu anh hùng chỉ vì lỡ chui rút ở những nơi hoang vu quá, bên kia đèo bá thở, là một nơi như thế. Trên bản đồ quân sự cũng như bản đồ của nha địa dư không bao giờ có địa danh đèo bá thở. Bởi vì đặt cái tên cho ngọn đèo này chính là tôi và một vài người bạn. Ngọn đồi nằm không xa trại giam chúng tôi trong tỉnh Yên Bái. Ngày ngày đội chúng tôi có 10 anh em phải băng qua bên kia cái đèo khốn nạn này tới một khu rừng toàn thị là tre, nứa, vàng. Mấy ngày đầu chúng tôi không chú ý tới cuối dốc bên kia có một cái nhà tranh đã sập người chủ căn nhà lấy vài thân tre to chống cái mái lên nên mái nhà chạm đất tất nhiên trong tình trạng đó nó không có cửa chúng tôi đã vài lần đi về ngang đó và tưởng nó đã bỏ hoang bởi vì trong nó còn thua một cái tròi chăn việt ở miền nam một hôm cả bọn chúng tôi thấy trời còn sớm nên nghỉ lại bên kia dốc một lát trước khi bá thở chúng tôi nghe lục đục trong cái tròi bỏ hoang và phát giác được một cụ già thật già. Nét mặt bà cụ nhăn nheo hệt như những vết nẻ của ruộng bị hạn hán nhiều ngày. Bà già có một cặp mắt nâu đục, lờ đờ và đầy rỉ mắt. Bà già mặc một cái áo bông vá chằng vá đục, phải gọi đây là cái ái, cái áo vá trên những miếng vá. Nó nặng dễ chừng đến 5 kg chứ không chơi. Chúng tôi gạ chuyện xong tất nhiên bà già biết chúng tôi là tù ngụy nên không hé răng một nửa lời hôm sau trong lúc đốn tre chúng tôi hội ý chúng tôi lấy dư ra một ngày vài cây về giấu ở gần căn lều của bà cụ được vài ngày đủ tre để dựng lại căn lều chúng tôi để hai người lại sửa còn tám người vào rừng đốn tre cho đủ số lượng của mỗi người Chúng tôi cũng cắt tranh về để dặm lại những chỗ quá mục nát. Căn nhà sửa xong, có cửa để chui ra chui vào. Bà già khi đó tự động nói chuyện với tụi tôi. Lão có ba đứa con, một đứa đã có giấy tự sĩ, hai đứa kia thì hòa bình lâu rồi. Nhưng lão không hề nhận được một chữ của chúng từ ngày chúng đi. Lão mới có giấy mẹ liệt sĩ, mỗi tháng có tiền nhưng trả vào đâu. Hoàng Khởi Phong, bên kia đều bá thở. Cây Tùng trước bão, thời văn Hoa Kỳ năm 2001. Ba Lão hẳn đã qua đời từ lâu. Những người lính thắng trận trên đường về quê với con búp bê cầm tay hơn 40 năm trước e cũng không còn mấy ai sống sót. Đám mẹ ngụy và lũ con thua cuộc cũng thế, cũng đều là lần lượt đi vào lòng đất kẻ bắt người nam, bên thua bên thắng, nên họ đã phải trải, trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. duy có điều này thì chắc chắc là hoàn toàn không khác. khi họ chết, không ai nhắm mắt. mai cuối việc xin kính chào tạm biệt quý khán giả, hẹn lại quý vị kỳ tới. chúc quý vị gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.